Hello anh em, trận bán kết đơn nam 2 Sở Bắc Đồng cổ vũ cho Hàn Quốc nhé. Idol mới của Sở Bắc Đồng. Chúng ta cần để cùng đến với trận bán kết đơn nam 2 giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội. Đây là trận đấu mà mình rất mong chờ bởi vì có idol của Sở Bắc Đồng, đây là Hàn Quốc phía gần màn hình. Đây vợt Indo kia tay cũng rất ảo, hôm qua Hùng xem rồi, nhưng mà Hùng theo dõi đây vợt Hàn Quốc từ đầu giải đến giờ nên là Hùng yêu thích tay vợt Hàn Quốc hơn. Điểm số 2-0. Và xử lý rất bình tĩnh của David Indo. Thằng này đánh hay lắm. Thế rồi Indo tay nhiều khi xử lý rất là dị ấy. Còn tay của Hàn Quốc thì lại kiểu đánh theo kiểu rất là kiểu chắc chắn và bền bỉ. Các anh em nào thì lối, theo anh em thì lối nào hay hơn? Việc qua cầu không qua lưới. Điểm số 3-2. Rất may mắn cầu lật lưới. Ba điều.
cô gái nào ra rất nhẹ nhàng. Bình tĩnh. Đồ không qua lưới. Điểm 4-3 cho Hàn Quốc. Hay thế nhờ. Đập quá. Công tác của Hàn Quốc cảm giác cũng rất là nắn nót. Ban tổ chức yêu cầu các vị khán giả trong nhà thi đấu vui lòng cổ vũ thuốc. Ban tổ chức yêu cầu khán giả trong nhà thi đấu vui lòng cổ vũ thuốc. Attention, no smoking inside. Attention, no smoking inside. Phát cầu ngoài khá đáng tiếc, đổi điểm 4-5. Rất may mắn, tình huống lật lưới lần thứ hai. May rồi, gọi rồi đấy. Sáu bốn, bảy bốn, quá bình tĩnh. Chéo sân ngoài và được cầu của nó là rất tốc độ. Vội quá. Rồi ra một quả bứt tốc của tay vợt Indo, nhưng mà đập cầu thì chưa được chính xác lắm. Điểm 8-4 rồi. Hàn đánh rất là kiểu chắc và kiểu tâm lý vững lắm mọi người ạ. Mình xem từ đầu giải rồi. Xem ông ấy đánh trận đầu tiên mà hơn 1 tiếng rưỡi. Hai ông ra nhau 3 set. Điểm 5-8. Kèo lưới ngoài sân. Khá đáng tiếc. Số 9-5. Đập quá căm.
Hàn Quốc đập kiểu đập gõ rất là nhanh, không quá mạnh. Số 15. Rồi lật không? Lật thôi, lật lại cho lật lại quả, như hai ông lật hai quả rồi. Điểm 60. Cầu chính xác cầu ngoài. Số 11-6. Lại ăn quả đấy. Gõ hay nha. Bình tĩnh thế. Cầu ông Hàn Quốc này chắc kinh. Ngoài sân 13-6. Cảm giác quá tốt. Ui xồi. Người tiệc. Chém sát thật, 10 quả như một. Về chém, về cắt. 72. Khá tiếc, còn ngoài một chút. Ở đấy ve căng tay ra là hơi dặn.
thử ve căng cái là tầm tay họ đập chéo không kịp nữa. Rất lắc nhưng mà vẫn còn. Rất thích quả đấy. Ui. Rồi, thiếu một chút lực. Tỷ số 10-14 thì phải. Điểm 15-10. Rất bình tĩnh, bom. Chém kìa, uầy. Nghe sướng nhờ. Nghe tiếng vượt, nghe xoẹt đấy. Con này đánh bình tĩnh lắm. Đúng chỉ những người đẳng cấp người ta mới xử lý tình huống như vậy. Mười sáu mười rất nhanh. Quá khét. 17-10. Điểm số 17-10. Tay vợt Hàn Quốc đang thể hiện rất tốt, trong khi tay vợt Indo thì chưa thể hiện được điều gì. Tay vợt Indo bình thường trông đánh nó ảo diệu hơn, nhưng hôm nay gặp đối thủ mạnh rồi. Đập gõ kìa, có mạnh đâu anh em. Nhưng mà hiểm vãi. Nếu mà Hàn Quốc vào chung kết thì gặp ông Đài Loan kia cũng hay, hai ông lối giống nhau. Đánh nhiều rất trì và kiểu bình tĩnh. Đánh rất bền với ít bị ảnh hưởng tâm lý. Là nếu hai ông này gặp nhau chung kết thì
chắc chắn là rất hay. Ông Đài Loan đang chờ ông Hàn Quốc này. Uầy, ngoài chút. Điểm 14-18, 15-18 liên tiếp những điểm số được ghi bởi Devon Indo. Đáng tiếc, tan nút rồi kìa. 16-18. Nhưng mà Support Hùng đã tin tưởng vào bản lĩnh của tay vợt Hàn Quốc.
lên 19 đều đi nào. Ôi, không thể ngoài nữa nhờ. Em lên 18 kìa. Không nhẹ cái ngoài kìa. Anh lên 18 là một giây 6-7 điểm, sợ thật. Cầu tốt 19-20. Korea. Cổ vũ cho idol cái. 20 đều đi nào. Mười chín hai mươi, idol cố lên. Một đều. Quá lắc. Ok, điểm số cho idol. Korea. Idol đang sốt vợt. Yeah.
hai đều, cầm đét. Korea. Hai đều. Vừa điều đang thi đấu rất bình tĩnh, bị trượt gót. Đánh chắc nhỉ. Đánh an toàn thế. Và được sở trường. Hai mươi ba, hai mươi hai. Đánh chắc thật, bình tĩnh cả hai bên. Rất an toàn. Để vào đến vòng bán kết này thì tay vợt Hàn Quốc đã phải đối đầu những tay vợt rất mạnh và Hùng đã theo dõi rất nhiều xét đấu toàn căng đét này. Còn kiểu cuối rất là căng ấy, nhưng mà tay vợt Hàn Quốc này vẫn giành chiến thắng. Đấy nó gọi là bản lĩnh đấy anh em ạ. Idol cố gắng thắng hai set luôn. Nãy bị gọi là mất một giây, đấy là gọi là tai nạn. Sân điểm số 1-0. Rất hay. Một pha lừa cầu. Xem chưa một quả, xem này một quả. Số 1 đều. Ngoài. Điểm 2-1. Idol cố gắng thắng set 2 luôn đi. Bấm quả nhanh thế nhở. Đấy, lực bột phát cổ tay rất tốt thì mới làm được.
điểm số 3-1. Ao, cầu ngoài hơi nhiều. 4-1. Hay thế, rất tiếc là cầu ngoài. Lại ngoài. Điểm số 6-1. Hàn Quốc đánh rất chắc nha. Quả khó phết nha, nhưng mà hơi thiếu chính xác. Ngoài bây giờ đấy thì đánh cầu vừa khó vừa chính xác, phải nói là rất khó nha anh em. Rất hay. Thôi sao hơi cao. Ông đồ tôi điều cầu tốt quá anh em ạ. Cái đồ này kiểu gì mấy lứa cũng vài năm lứa cũng sẽ vào top 10 thôi. Tôi tin là thế. Chắc lắm. Cầu ngoài. Một cái vợt Indo đang bí cầu và quyết định đánh khó. Tuy nhiên thì đường cầu ra ngoài khá xa. Chắc thế nhỉ? Nó phải nghỉ chứ. Nó phải nghỉ phục hồi. Chắc là sân 1 thì anh ạ. Mai đi sớm không có chỗ đâu. Mai không đi sớm không có chỗ đâu. Đông lắm. Người ta các tỉnh cũng đủ rồi. Bắt đầu chung kết là bắt đầu các tỉnh cũng đủ rồi. Ông ra trước tầm 1 tiếng là được. Ra trước tầm 1-2 tiếng là được. Thank you.
điểm số 20. Rất tỉnh, cầu ngoài 11-2. Đội nữ bên kia mới gọi là căng. Bên này sắp hết hai trận rồi, bên kia mới một trận chưa xong. Xếp 3-14-13 bên kia. Quá bình tĩnh. Tôi bây giờ tôi về tôi phải học quả chém xiết anh em ạ. Hay quá. Tay ai đổ bon lắm rồi. Cầu ngoài. Indo cố gắng ghi mấy điểm đi cho trận đấu nó hay hơn tí nào. Số 12-3 thì phải. Indo mới lên được có 3 điểm. Quá nhanh. Và đồ chơi ao chinh trận này. Ba ba. Ôi, còn đâu. Số 14-3. Lại ăn đòn. Nói chung là kiểu đánh đơn ấy, tầm thế giới ấy, ve bổng lên dễ chết lắm. Một pha dí cầu rất hay. Nhanh. Tỷ số rút ngắn còn 5-14.
Evert Hàn bắt đầu hơi vội một tí rồi. Vì anh đang muốn kết thúc nhanh trận đấu, nhưng mà càng vội thì đường cầu sẽ giảm độ chính xác đi. Thì idol để tuột xích như xe trước nhé. Hay quá. Phong lao. Phong lao tiếp. Cầu chuyền lưới vẫn còn. Quá bình tĩnh. Hay thế nhờ. Ui rồi, trả lại khó luôn. Ui, quá đỉnh. Tứ pha thua Nhật, chú. Thua Nhật. Số 15-5. 16-5. Nino cố lên. Giờ cổ vũ cho người yếu hơn. Đấy, quả bật. Bật một bước lên vặn sườn đập. Quá hay. Ui, cổ tay kia. Ngoài một tí. Vậy quá sợ thật. Theo ông quan sát thì đội hình của Đài Loan năm nay sang Việt Nam đánh giải này khá mạnh. Toàn vào bán kết chung kết, vào bán kết chung kết. Bây giờ lại tiếp tục một đôi nữa của Đài Loan. Đôi này của Đài Loan gặp đôi Malay trận này hay đấy. Đôi Malay cũng rất hay. À nhờ, đôi Thái Lan chứ, Thái Lan gặp Đài Loan. Đài Loan là có đôi nam vào chung kết rồi, trong có đơn nam vào chung kết rồi nhé. Hào chỉnh quá anh nhờ. 18-6 à? 18-7. Sập hầm. Hãy
chắc là đơn như đôi nam là đứng chân đằng kia, nam phải đứng chân kia. Điểm đang 19-7 cho Idol. Idol tự tin quá. Bom. Ở đỡ rất khó. 27. Tay vợt Indo quần như đi lội ruộng này anh em. Tính ra không được thay quần anh em nhỉ. To như này mặc quần bị kiểu bết bết này chạy cũng ảnh hưởng phết anh em ạ. 27 rất hay. 21-7